sống đời nhé. Đây là bước làm đất, chấu với lại phân bò với lại đất thôi nhé. Đây hình như chấu thì nhiều, thôi ra chấu nhiều rồi. Mình gọt thôi. Rồi mình chọn thêm cát đây nha. Đây này. Chọn thêm cát này. Cát thì phân bò chấu thôi, không có sơ dừa. Cũng được nhé, không cần đâu. Không cần sơ dừa. Mình trộn lại, mình chọn bằng tay luôn. Cho nó đều. Xong bọn làm đất rồi nhá. Cái này đẹp. Bữa sau này nhớ lấy. Lên đẹp quá. Con làm con này bỏ đi cắt cỏ cho bò kia nhé. Bây giờ hơn 11 giờ rồi. Hay là ăn cơm rồi đã. Ấn nhé. Ấn cho nó đều hết rồi. Để vài hôm nữa rồi nó ra rễ được rồi. Cái này đấy, giờ sao nó úm tùm hết. Tết là có hoa này. Đấy. Trộn với lại đất rồi. Cái này trộn đất này, trộn phân bò này, chấu này, thế thôi, cát nữa, chọn thêm cát, có cát thì trộn cát. Đấy. Xong một tác phẩm rồi. Thấy chưa, đẹp chưa, mới như mới mua ở tiệm ạ. Quay cắt đi, có lại có clip luôn. Quán người ta đóng clip luôn. Làm YouTube. Thì nó bị qua lấy hả? Hôm qua hả? Tết hoa đầy luôn á, đúng không? Đây là hoa màu đỏ này, đây hoa đơn thôi. Đơn. Cái cây này đẹp, sống đời. Cái này mà trồng hoa này vẫn được, cứ đổ chỗ đấy, đấy hoa nó đẹp, đây là đang ấy này.